Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh review phim của Gen. Và tuần này sẽ là một bộ phim rất là hot, Transformer, cái phim về robot ấy. Đây là phần 5 của bộ phim này. Thì thật sự là nó có một cái điều khá là thất vọng. Bởi vì sao các bạn? Nên chốt với các bạn ngay từ lúc đầu luôn là thế này. Đây là bộ phim nó dài, dai mà nó dở. Y'all want to see some dead robots? We're not supposed to be here. We're kids, man. We get away with anything. I was just a normal kid before my world fell apart. No, look at me. Wake up, Canopy. Went to normal school. Lived in... Đại loại như cũng những giống như những cái phần trước là một cái câu chuyện kể về những cái nhóm robot và con người. Như phần 4 thì mọi chuyện đã chốt lại một cái vấn đề là người ta đuổi người máy về cái hành tinh của họ đó, chỉ còn lại vài người máy ở trái đất thôi, và những cái con người máy này hãy sống gọi là trốn nhủi á, bởi vì chúng luôn bị con người săn bắt, bắn giết, thâu tóm, bỏ tù, nói chung là làm đủ thứ hết á. Những cái nhân vật mà ấy á, bên cái phe Megatron thì bị bỏ tù, còn bên cái phe Optimus thì còn lãng vãng bên ngoài, nhưng mà cũng không phải là thuộc cái dạng được gọi là dân tự do thoải mái đó. Thì cái phim này nó kể về cái nội dung gì? Khi mà các bạn xem trailer chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc là vì sao Optimus lại đập bì một cách như tử như vậy. Thì đại loại là trong một lần, không phải là một lần nữa, mà là do phần trước bị đẩy về quê nhà, thì về đây tự nhiên thấy quê nhà hoang tàn, bỗng nhiên gặp một cái đấng sáng chế cái con khỉ gì đó. Đại loại là nó lại nó nói với ơi Optimus đó, tao chế tạo ra mày nè, đó mày với Megatron này cái nọ. Tình hình là cái đất nước của chúng ta, cái thế giới của chúng ta nó như vậy rồi, mày về trái đất mày lấy cho tao một cái thanh, gọi là cái gì, thanh quyền trượng, mà cái thời vua Arthur á, anh em tao nó chôn giấu ở đâu đó đó, rồi lấy về đây rồi tao sẽ khôi phục lại cái thế giới này, mày sẽ làm một chiến binh dũng mãnh gì đó này. Rồi đại loại nó lại nó tán cho Optimus một cái bóp, sau đó Optimus bị giống như bị ma thuật á, là choáng váng rồi các kiểu, sau đó mở mắt dậy màu mắt đổi màu rồi trở thành một kẻ hát luôn. Rồi sau đó nó quay trở về cái trái đất và săn tìm cái cây quyền trượng đó. Megatron cũng vậy, cũng được lệnh săn tìm. Nói chung Megatron xuất hiện rất là mờ nhạt và yếu đuối. Rồi câu chuyện cũng chỉ có vậy, và nó kéo dài ra. Đây là một cái bộ phim mà Gen nghĩ là Gen không bao giờ nghĩ là khi mà Gen coi Gen sẽ buồn ngủ. Trời má ơi, mình ngủ gục hơn 5 lần Gen coi mắt. Nói chung là nội dung của nó nhàm chán, không có gì gây cấn. Còn xét về kỹ xảo thì thật sự đây là một bộ phim kỹ xảo tốt. Gen chỉ coi cái định dạng 2D thôi, nhưng mà với cái nội dung này thì đi xem 3D hay là 4D, 5D gì thì nó cũng vậy, cảm xúc nó cũng vậy thôi. Đó, thì nếu mà các bạn nào thích thì các bạn có thể đi xem 2D cũng được rồi. Gen không phải là fan của cái phim này, nhưng mà Gen coi phim này từ phần 1 cho đến phần 5, thì cái phần 5 này là cái phần mà tao nói dở mà tao nói không còn gì để dở hơn á. Gen chấm phim này 5,5. If you like, you can look mình subscribe để nhận thêm nhiều clip Gen nha. Bấm vào nút đăng ký á.